đấy vẫn là cha của bé Max và đấy vẫn là ông bà nội của con mình. Cho nên là khi mình yêu thương con thì mình sẽ yêu thương tất cả mọi người để cho con có được đầy đủ tình cảm của gia đình xung quanh. Trước khi bước đến cái quyết định mà dừng lại một mối quan hệ thì ai cũng sẽ rất là đau lòng. Bản thân Oanh cũng trải qua những cái giai đoạn đau lòng. Thưa quý vị, mới đây diễn viên Á hậu Hoàng Oanh vừa trở lại điện ảnh với vai mẹ đơn thân tên Khuê trong phim Biệt đội rất ổn của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp. Hãy cùng chúng tôi kết nối với Hoàng Oanh để lắng nghe cô tâm sự về vai diễn cũng như là cuộc sống hiện tại của cô nhé. Xin chào MC Hoàng Oanh. Chào Thiên Anh, rất là vui khi mà còn nhận được lời mời của bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Khuê thì là một người phụ nữ đổ vỡ hôn nhân và yêu con hết mực. Vậy thì vai diễn này đã mang lại cho chị những cái cảm xúc và trải nghiệm gì ạ? Thật ra thì khi mà nhận được lời mời vai diễn Khuê này thì anh cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì tự nhiên sau khi làm mẹ thì mình cũng có suy nghĩ là sau này mình muốn được nhận một cái vai là vai một người mẹ. Thì có cái duyên là nhận được vai diễn này. Phải nói là mình không có cái hoàn cảnh giống y chang như là nhân vật Khuê. Tại vì cô Khuê là cổ còn bị lừa đảo, rồi còn bị đi tù 3 năm trời, cổ không được gặp con. Mình chỉ có cái may mắn là mình luôn ở bên sát bên con mình từ lúc mới lọt lòng tới tận bây giờ. Nhưng mà mình cũng có rất là nhiều điều đồng cảm với Khuê, đó là cái tình mẫu tử mà cổ luôn luôn muốn trở thành cái người mẹ tốt nhất cho con và luôn luôn phấn đấu để mà được ở gần bên con của mình á. Vậy thì sau khi phim công chiếu thì chị đón nhận những cái ý kiến khen chê như thế nào với mình về mặt diễn xuất ạ? Khi mà phim công chiếu á, là anh rất là hồi là hộp luôn. Tại vì cái ngày công chiếu cũng là ngày mà anh được xem toàn bộ bộ phim từ đầu đến cuối. Mình cũng y như là khán giả vậy, mình cũng chưa được xem trước. Thì sau khi xem xong thì mình đã đỡ lo lắng hơn. Tại vì thật ra lúc đầu mình cũng khá là lo lắng, vì đây là một bộ phim hành trình đó mọi người biết không, là có nhiều nhân vật, có đến 8 nhân vật và có đến 5 cái bối cảnh mà tụi mình phải đi quay suốt, và nhịp phim cũng rất là nhanh và có nhiều tình huống lừa rồi twist liên tục. Cái người mà anh nghĩ cái người biên kịch, đạo diễn và người dựng phải làm việc rất là ăn ý và kỹ càng với nhau để mang lại một cái mạch truyện nó liền mạch và dễ hiểu cho người xem. Thì mừng quá, sau khi xem xong thì mình cũng nhận được những ý kiến rất là tích cực từ khán giả, là bộ phim xem rất là lôi cuốn và cũng hài hước. Hài hước đó là nhờ gia đình Cú Súc và chị Lê Khánh. Bên cạnh đó thì vai diễn của anh thì cũng nhận được một số lời khen, là tới cảnh của anh thì có được cái sự xúc động khác với những cái cảnh hài khác, thì đó cũng là cái điều anh mong mỏi nhất. Mình biết là cái vai diễn của mình nó không phải là một vai sôi nổi, tại vì nhân vật cũng có nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống á, cho nên là cái nhân vật của mình giống như là một cái nốt trầm trong bộ phim này. Nếu như mà khi mà hai mẹ con Khuê xuất hiện mà khán giả có sự xúc động lắng động thì nó là một cái sự rất là hài hòa cho bộ phim Biệt đội rất ổn. Bên cạnh đó thì cũng có một vài ý kiến là cảm thấy là mình chưa có sự đột phá đó, thì cái đó thì cũng là một cái ý để mà anh tiếp thu và anh sẽ rút kinh nghiệm hơn trong những cái vai diễn sắp tới của anh. Gần đây thì chị hoạt động nghệ thuật tích cực trở lại ạ. Vậy thì chị dành thời gian như thế nào cho con trai 3 tuổi bé Max ạ? Thật ra thì anh dành rất nhiều thời gian cho Max. Ngoài cái giờ đi làm á, thì anh sẽ dành toàn bộ thời gian cho Max. Thật ra công việc của anh nó cũng không quá dày đặc. Anh cũng khá là lựa chọn cái show diễn hay là bộ phim á, phù hợp với mình để tham gia. Mình không phải như ngày xưa nữa là cái gì mình cũng nhận hết. Mình nhận để làm sao cho mình đầy hết cái lịch 12 tiếng đồng hồ của mình. Có khi mình làm việc 15-16 tiếng đồng hồ một ngày. Có khi mình làm xuyên đêm những bộ phim quay xuyên đêm luôn. Lúc trẻ là như thế, nhưng mà bây giờ khi mình có em bé rồi á, thì mình lựa chọn kỹ càng hơn, chất lượng hơn là số lượng, và quan trọng là phù hợp với cái định hướng công việc của mình. Cho nên là show của anh thì
hàng ngày cũng anh làm việc khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ cho một show và rehearsal khoảng 2 tiếng đồng hồ thì cũng không nhiều lắm. Và toàn bộ thời gian khác thì anh sẽ dành, ví dụ như ngày nào anh cũng sẽ dành thời gian để đưa bé Mát đi học buổi sáng và đón bé Mát đi học về. Nếu mà buổi tối mình không có show thì là cả buổi tối là dành cho con, ví dụ như là về tắm con, cho con ăn, chơi với con, rồi kể chuyện cho con nghe trước khi đi ngủ. Nói chung là cuộc sống mỗi ngày đều rất là bình yên và thú vị và rất là vui, vì bây giờ anh đã có thêm một em bé bỏng, một người bạn thân ở bên cạnh mình. Vâng, vậy thì Mark ở tuổi lên 3 thì có nết ăn nết ngủ như thế nào và bé thừa hưởng những cái đặc điểm tính cách gì của bố mẹ ạ? Người ta hay nói là terrible two á, là khủng hoảng tuổi lên 2 á, nhưng mà cô Mark tuổi lên 2 rất là ngoan, còn tuổi lên 3 mới bắt đầu là có một chút xíu khủng hoảng, là bắt đầu biết có cái ý kiến riêng rồi, biết là mình thích cái gì, không thích cái gì, hoặc là có những thứ cũng lâu lâu cũng có những cái trái tính trái nết, kiểu như là biết từ chối. Nhưng mà ít ra đó là mình thấy Max có chịu lắng nghe, có những cái ví dụ như cũng có những ngày không chịu đi học, hay là cũng có những ngày không chịu đi tắm, không chịu thay đồ, không biết vì sao không chịu thay đồ mới, không chịu đi tắm, thì mẹ cũng phải rất là kiên nhẫn. Đây cũng là một điều anh học được khi mà là mẹ. Ngày xưa anh cũng khá là nóng tính, nhưng mà kể từ khi có con thì Max đã giúp cho anh là học được cái tính là kiên nhẫn hơn, và mình bình tĩnh hơn. Thì khi mà mình chịu khó, mình bình tĩnh giải thích cho con lần thứ nhất chưa được, lần thứ hai chưa được, thì mình ráng nhiều lần sau mình tìm cái cách á. Quan trọng là mình phải tìm cái cách khác nhau để mà thuyết phục. Thí dụ như là nếu mà không chịu đi tắm thì con sẽ không có thơm, mà nếu mà con không thơm thì các bạn sẽ không chơi với con, cho nên là thôi bây giờ con chịu khó đi tắm đi, thì mình thơm, mình dễ thương thì các bạn mới chơi với mình, kiểu như thế. Chứ mình sẽ không la mắng, mình cố gắng là hạn chế cái việc la mắng con hết mức có thể. Mình cố gắng là mình giải thích để cho con lắng nghe, tại vì Max một phần cũng là con trai nữa, mà theo như khoa học á, thì các bé trai độ tuổi từ 1 đến 3 tuổi á, mà các bé trai á, thì cái hoạt động thô của các bé đó là hoạt động chân tay, là thích leo trèo, thích vận động á, nó sẽ mạnh mẽ hơn là cái hoạt động tinh. Các bé gái từ 1 tới 3 tuổi thì các bé sẽ chịu khó nói chuyện, lắng nghe và ngồi xuống hơn. Nhưng mà các bé trai thì thích vận động, thích chạy nhảy. Cho nên mình cũng thấu hiểu được, khi mà mình thấu hiểu được cái giai đoạn phát triển của con rồi á, thì mình sẽ không có cảm thấy bực bội hay là khó hiểu nữa. Và mình rất là thông cảm với con, và mình có cái cách đúng đắn hơn để mà mình giúp đỡ, hỗ trợ cho con. Mình cho phép con được chạy nhảy, được quậy chút xíu, tại vì con là con trai. Và lâu lâu thì mình sẽ dịu dàng, mình kiên nhẫn hơn để giải thích. Hình như anh thấy các bé trai thì cần phải nhiều thời gian hơn để giải thích nhiều lần hơn, để các bé đồng ý với mình hơn là các bé gái. Là một em bé lai thì bé Max phát triển thế nào về thể lực và ngôn ngữ ạ? Thật ra thì anh thấy là cái này á, anh cũng chưa có xác minh rõ là do là con lai hay là do là cái thói quen của ba mẹ từ lúc trước. Tức là có thể là cả hai. Có nghĩa là bé Max là một em bé rất là yêu thiên nhiên và rất là thân thiện. Nhưng chắc cũng một phần là từ khi mà con khoảng 11 tháng á, thì anh đã cho con đi biển chơi nè, xong rồi đi rừng chơi nè, thì con được bước ra ngoài, con được gặp gỡ nhiều bạn bè, con được đi chơi, đi hòa mình với thiên nhiên, nói chung là con được ở ngoài cộng đồng nhiều hơn là ngồi một chỗ ở nhà đó. Cho nên là con khá là năng động, rất thích những hoạt động ngoài trời. Và anh khi mà anh về Việt Nam á, anh cũng nghe một số phụ huynh cũng nói chuyện với anh, cũng nói là anh ơi, sao mà con chị bị nhát quá, bị nhát người lạ, hay là bị nhát không có gặp bạn bè mới, không có ra nói chuyện, hay là đi ra ngoài thì cũng không có dám vận động á. Thì anh nghĩ là có lẽ nó là một cái phần mà mình phải tập khi mà con từ còn bé cơ, chứ mà đợi đến 3, 4, 5 tuổi rồi á thì sẽ mất nhiều thời gian hơn để con làm quen với thế giới xung quanh. Thì bản thân Max thì anh thấy được một cái, thứ nhất là cao, chiều cao hơi vượt trội, hơi lười ăn nha, tại vì ham chơi chạy nhảy thôi à, hơi lười ăn chút xíu. Bây giờ là bé hơi gầy nhưng mà được cái cao. Dạ, bé cao với nặng bao nhiêu hả chị? Thì bé Max nặng khoảng 16 kg và cao chắc là được 1m1, có thể là hơn 1m1, 1m1 là đo cách đây cũng 1-2 tháng.
Vâng, về ngôn ngữ thì sao, bé nói tiếng Việt thì có tốt không ạ? Hiện tại thì Max rành tiếng Việt và tiếng Anh thì Max cũng khá. Thật ra thì với một em bé lai như vậy á, thì mình không nên bắt con là phải giỏi liền cả hai ngôn ngữ. Tại vì đa số các bé lai thì chắc là cái khả năng mà nói cùng lúc hai thứ tiếng á, nó sẽ chậm hơn là các bé mà học một thứ tiếng. Nhưng mà mình thấy cũng may mắn là Max cũng nói khá là nhanh á. Bây giờ thì Max nói rành tiếng Việt lắm rồi, và tiếng Anh thì cũng nói cũng khá nhiều. Thì anh nghĩ là với cái đà như vậy mà mình vẫn để bé nói chuyện với cả hai bên gia đình nhiều á, thì cái việc mà nói hai thứ tiếng nó không có quá khó khăn với Max. Vậy thì bé có bộc lộ những cái năng khiếu gì, và trong mắt chị thì con trai là một em bé như thế nào ạ? Trong mắt anh thì Max là một em bé năng động nè, tình cảm, rất là biết quan tâm những người thân trong gia đình, và đặc biệt đó là có chính kiến. Anh nghĩ là nó cũng khẳng định thì cũng hơi sớm, nhưng mình thấy hình như là con nó rất là có chính kiến, có nghĩa là con biết từ chối cái gì mà con không thích và cái gì mà con thích là con sẽ đòi mẹ. Thì anh nghĩ cái này cũng là một cái tốt mà mình cũng nên tôn trọng cái ý kiến của con á. Tại vì mình để ý là ngày xưa những thế hệ trước á, thì có vẻ là người lớn sẽ họ có kinh nghiệm hơn, cho nên là họ sẽ lựa chọn cái gì đúng cái gì sai cho con á. Nhưng mà đôi lúc nó không có giống với cái ước mơ của mình á. Giống như Thiên Anh, chắc Thiên Anh cũng sẽ trải qua một vài những cái lựa chọn như vậy. Cũng sẽ có những cái ý kiến của người lớn nói là mình không nên làm cái này cái kia. Anh cũng trải qua cái đó với bé Max, mặc dù bé Max nhỏ xíu à. Có những cái lúc mà đi ra ngoài mà trời mưa, mình mặc áo mưa Max không chịu mặc. Max lại thích được cái cảm giác là được nước chạm vào nước rồi nghịch nước á, rất là thích. Đôi khi mình ngăn cản, nhưng mà cũng có lúc khi mà mình nhìn thấy con rất là hạnh phúc, con tận hưởng cái điều đó, thì mình lại cảm thấy là nên để con trải qua và con được tận hưởng cái giây phút mà con hạnh phúc, được chơi cái thứ mà con muốn. Mình tôn trọng cái lựa chọn của bé, cái sở thích của bé. Từ đó chắc chắn là bé nó sẽ khám phá ra những cái khả năng của nó, như là nó thích nghịch màu, nó chơi rất là dơ, nó bốc đất, bốc cát lên, nó chơi rất là dơ luôn. Lúc đầu anh cũng rất là ngại, nhưng mà sau thì anh để cho bé khám phá. Tại vì khi xong khoảng thời gian khám phá như thế thì bé biết nè, khi bây giờ nắm một nắm đất lên thì bé biết cái này là cát, còn cái này là đá, còn cái này là cỏ. Có nghĩa là đúng là có cái dơ, nhưng mà khi mà mình để bé trải nghiệm thì bé sẽ học được nhiều thứ trong cái trải nghiệm đó. Và còn cái phần mà an toàn còn lại thì mình sẽ hỗ trợ và giúp cho bé. Thì anh nghĩ là bây giờ thì cái điều mà con có chính kiến, lâu lâu con có hơi cãi, biết cãi mình rồi đó, thì mình sẽ phải như là một người bạn ngồi xuống giải thích cho con cái gì cái đúng, cái gì sai, và mình cũng tôn trọng cái lựa chọn của con hơn. Trừ khi nó quá nguy hiểm thì mình sẽ ngăn cản. Vậy thì hơn một năm làm mẹ đơn thân thì chị phải đối mặt với những cái khó khăn gì ạ? Anh nghĩ cái khó khăn lớn nhất á, không hề là từ con mình mà là từ bản thân mình á. Nhiều khi bởi vì mình yêu con quá. Anh nghĩ bà mẹ nào, chắc bà mẹ nào cũng như vậy, có một cái tâm lý là con của mình là nhất, lúc nào con cũng phải được trong cái sự bảo vệ, bảo bọc và chăm sóc tuyệt đối từ mẹ. Cho nên là khi mà anh mới quay trở lại với công việc đó, thì anh bị tự cảm thấy áy náy mỗi lần mình đi làm. Không ai trách mình hết, nhưng mà tự mình cảm thấy áy náy, giống như là mình chưa có quen á, mình chưa có chia sẻ được cái thời gian ở bên cạnh con với lại thời gian cho công việc. Nhưng mà thật ra khi nghĩ lại thì mình cũng không có đi làm quá nhiều, mà thỉnh thoảng trong tuần mình sẽ có một vài buổi tối mình đi làm khoảng 4 tiếng đồng hồ. Thì từ từ khi mà cân bằng lại mọi thứ với công việc và có ông bà ngoại phụ giúp những lúc mà anh đi làm á, thì anh thấy là thật ra là tốt cho bé. Nếu mà con quá dựa dẫm hoàn toàn vào mẹ đó thì con sẽ trở nên ỷ lại và dễ bị nhõng nhẽo và không có được tự lập. Nhưng mà bây giờ thì Max là một em bé rất là tự lập. Khi ở nhà thì Max cũng tình cảm, cũng ôm ấp, cũng đòi theo mẹ. Nhưng mà khi mẹ đi làm thì Max rất là hiểu và ôm mẹ, chào mẹ, rồi hỏi khi nào mẹ về với con, rất là vui vẻ. Bây giờ thì anh đã vượt qua cái cảm giác đó và anh đã cân bằng được cái thời gian để chăm sóc cho con. Vậy thì nhiều mẹ đơn thân thì từng chia sẻ là ngoài những cái khó khăn thì họ còn có những cái trải nghiệm rất là thú vị và tuyệt vời. Vậy thì chị thì sao ạ? Chị có rất là nhiều những kỷ niệm
mà hạnh phúc với Max. Thật sự là mình cũng bất ngờ. Cái giai đoạn 3 tuổi theo như các ông bố bà mẹ thấy thì chắc là cũng là một trong những giai đoạn cưng nhất. Thì bắt đầu con hoàn thiện ngôn ngữ, con biết trình bày ra cái gì mà con suy nghĩ rồi á, thì lâu lâu con bật ra những câu mà mình không có ngờ luôn. Thí dụ như có những cái hôm mà mẹ đi phim, có cái phim biệt đội rất ổn, mất quay có những cái cảnh mà leo qua rừng đước rồi sập nhà sập cửa, thì mình cũng có những cái vết trầy xước và chảy máu. Thì khi mà mình về nhà thì con rất là ngây ngô, con hỏi là mẹ đau hả, mẹ bị chảy máu hả. Cái con chạy ra con lấy nước và con nói là mẹ ơi mẹ uống nước cho khỏe đi. Thì mình rất là xúc động, có nghĩa là mình không bao giờ cầm tay chỉ việc là con phải cầm nước tới để mời người lớn. Mình chưa bao giờ mình dạy cái kiểu đó. Nhưng mà có lẽ bởi vì con thấy ở trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình là mình có mang nước cho bố mẹ mình nè, rồi mình mang nước cho Mát mỗi lần Mát ho hay mắc bệnh thì mình mang nước cho con, mình kêu là con uống nước cho khỏe đi. Và con học từ những cái đó, con học từ cái hành động của mình. Và khi mà mình bị đau, bị trầy thì con quan tâm, con hỏi và con làm lại y chang như vậy. Thì mình thấy rất là thương, rất là cảm động. Gần đây thì chị có dịp tái ngộ chồng cũ và gia đình anh ở Mỹ ạ. Và có thể thấy là cả hai bên thì tình cảm không khác trước ly hôn là bao. Vậy thì làm sao để chị giữ được cái mối quan hệ tốt đẹp như vậy ạ? À, khác chứ. Khác là nó không phải yêu đương nữa. À. Mà giống như là một gia đình. Cái tình cảm của mình bây giờ nó thiêng liêng, nó là tình cảm gia đình của những người thân với nhau. Và có dù có như thế nào đi nữa thì mình cũng không có thay đổi được một cái sự thật là đấy vẫn là cha của bé Max và đấy vẫn là ông bà nội của con mình. Cho nên là khi mình yêu thương con thì mình sẽ yêu thương tất cả mọi người để cho con có được đầy đủ tình cảm của gia đình xung quanh. Hình ảnh chị và anh Jack ở bên con rất là tình cảm ấy ạ. Vậy thì có giây phút nào đó chị muốn kết nối lại tình cảm với chồng cũ để con có một mái ấm hoàn thiện hơn không ạ? Chị thấy bây giờ con cũng có một mái ấm hoàn thiện mà. chị bây giờ thì chị nghĩ là mình không nên gọi là sao ta, không nên bó buộc và không nên ép mình vào một cái khuôn mẫu của cái hạnh phúc mà trước giờ mọi người nói, giống như là chỉ có một cách để hạnh phúc thôi á. Mình có rất là nhiều cách để hạnh phúc á. Vâng. Chị thấy như vậy, có những người ta lựa chọn sống độc thân, người ta vẫn có thể hạnh phúc một mình. Có những cặp vợ chồng bạn chị rất thân luôn, có những cặp vợ chồng họ quyết định họ sống với nhau và họ sẽ không có con. Họ có khả năng có con nha. Vâng. Nhưng họ không lựa chọn có con, chỉ có hai người thôi, vẫn là một gia đình hạnh phúc. Và bây giờ chị sống với bé Max với ông bà ngoại cũng rất hạnh phúc, rất là vui vẻ. Và ba cũng mỗi tháng ba đều qua thăm Max, chơi với Max. Và ông bà ngoại, ông bà nội cũng như vậy, sắp tới ông nội lại qua thăm Max nữa. Thì chị nghĩ có rất là nhiều cách để hạnh phúc. Cái quan trọng nhất trong cái cuộc đời này á là mình sống tử tế. Khi mà mình sống tử tế á, thì chắc chắn là những điều mà mình cho đi á, tốt đẹp như thế nào thì mình sẽ được nhận lại. Vậy đâu là cái thời điểm mà chị sẽ chia sẻ với bé Max về cái sự thay đổi trong gia đình ạ? Chị nghĩ là mình không cần phải làm nó nghiêm trọng cái mức là phải ngồi xuống đây mẹ nói cho con nghe cái chuyện này. Vâng. Nó hơi nghiêm trọng, nhưng mà chị nghĩ là trong cái quá trình sống, sinh hoạt và lớn lên thì từ từ con sẽ cảm nhận được. Cũng giống như là có những lúc con cũng hỏi là ba ba đâu rồi mẹ, thì mình nói với Max là ba ba đi làm ở Singapore. Mình cũng nói sự thật thôi là ba ba đi làm ở Singapore và một vài tuần nữa ba sẽ qua đây với con. Tại vì mình không tước đi hoặc không lấy mất của con bất cứ điều gì, cho nên mình mang trong lòng mỗi cảm giác gì khó khăn cả. Tại vì ba của bé mỗi lần qua đây vẫn có thời gian ở với bé suốt 2 tuần, hoặc có thể có lúc lâu hơn tùy theo khả năng. Thì mình nghĩ là cái cảm giác là con vẫn có, mình luôn luôn cho con có tất cả những thứ mà con xứng đáng được có. Mình nghĩ là cũng sẽ có nhiều bà mẹ khi mà trước khi bước đến cái quyết định mà dừng lại một mối quan hệ thì ai cũng sẽ rất là đau lòng. Bản thân anh cũng trải qua những cái giai đoạn đau lòng và mình không biết xử lý như thế nào á. Bây giờ mình đã biết cách nghĩ tích cực hơn. Thay vì mình nghĩ vào những cái khuyết điểm thì mình nên nghĩ vào những điều tích cực, những điều mình có. Và mình biến những cái suy nghĩ là mình bị mất mát cái này cái kia thành cái cảm giác là mình có. Và thật sự là mình hành động như vậy thì mình sẽ không có bị cảm giác áy náy hay là đau lòng nữa, mà mình sẽ trân trọng những gì mình đang có. Bản thân mình cũng
nói với Max là con không cần lúc nào con cũng phải có đầy đủ ông bà bố mẹ xung quanh con. Con đi vào buổi sáng không chịu đi học thì anh cũng sẽ nói là cũng sẽ có lúc không có mẹ ở bên cạnh, không có ba bên cạnh, không có ông bà ngoại bên cạnh. Thì con làm sao? Con vẫn phải đi học, con có bạn, con có cô giáo, sau này con có công việc làm, con phải tự lo được cho con. Đi giờ đi về nhà 3 tuổi rồi, biết tháo giày ra để vô kệ, biết tháo quần áo, thay quần áo mặc, biết tự đánh răng, tự làm tất cả mọi thứ. Thì chị nghĩ đó mới là cái hạnh phúc bền vững, khi mà mình tự lập được, lo cho bản thân mình. Vậy thì sau đổ vỡ thì chị chiêm nghiệm ra điều gì ạ? Chắc cũng có lẽ là không có quá nhiều điều phức tạp mà nó đơn giản như những gì anh chia sẻ. Có nghĩa là mình nghĩ cái hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Mỗi người đều được quyền tự lựa chọn cái hạnh phúc mà mình muốn, chứ không có đừng để bị áp lực bởi miệng đời hay là những cái khuôn mẫu mà xã hội đặt ra cho mình. Ví dụ cũng có những bạn yêu đồng giới mà thời gian trước cũng bị ngăn cản thì sao? Nhưng bây giờ thì từ từ khi mà các bạn tự tin vào bản thân và tự sống tốt thì rất là nhiều người từ gia đình đến xã hội dần dần được thuyết phục và từ từ chấp nhận. Có nghĩa là bản thân mình phải chấp nhận và yêu cái lựa chọn của mình trước. Đúng không Thiên Anh? Dạ đúng. Mình phải tự mình sẽ tự chấp nhận bản thân mình là ai và tự yêu những cái lựa chọn của mình, bởi vì đó là những lựa chọn lương thiện. Nếu mình không làm gì xấu thì mình phải tự tin vào những điều đó và mình hãy sống hạnh phúc và dám lựa chọn cái hạnh phúc cho bản thân mình, và mình sống tử tế với mọi người xung quanh thì từ từ mọi thứ nó cũng sẽ vào đúng cái thứ tự, cái cuộc sống mà phù hợp với mình nhất. Hiện thì chị đã sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới chưa ạ? Sao ta? Mình không có nghĩ đến. Có nghĩa là hiện tại là anh cảm thấy cuộc sống của mình đang rất là đủ đầy và đang rất là hạnh phúc, và mình không cái tình cảm trai gái nó không có trong cái thời gian cuộc sống của mình hiện tại. Mình thứ nhất là không có hứng thú và thứ hai là không có thời gian. Có thể nói là con trai bây giờ chính là cái điểm tựa tinh thần lớn nhất đúng không ạ? Đúng rồi, Max đã cho mẹ quá là nhiều tình yêu thương và quá nhiều hạnh phúc. Và cảm ơn sự chia sẻ của chị Hoàng Oanh ngày hôm nay. Thiên Anh chúc chị sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống nhé. Cảm ơn Thiên Anh rất là nhiều. Một cuộc trò chuyện ngắn nhưng mà rất là vui, và hy vọng là khán giả cũng sẽ luôn luôn bình an và luôn luôn vui và khỏe mỗi ngày bên cạnh những người thân yêu của mình nha. Vâng, xin chào Hoàng Oanh ạ. Xin cảm ơn, xin chào bạn.